Trở lại với các thông tin thời tiết, như đã đề cập từ đầu chương trình thì hôm nay cả khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ liên tục có mưa dông về chiều. Vậy chị Lan Chi này, không biết là những cái cơn mưa ở cả hai khu vực này sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây ạ? Dạ vâng, với phía Nam ạ thì mưa sẽ còn xảy ra nhiều trong hôm nay và 2 ngày tới chị Hòa. Do nguyên nhân đó là do gió mùa Tây Nam đang trong giai đoạn hoạt động mạnh. Thời gian mưa cao điểm nhất là vào buổi chiều khi mà nguồn ẩm được tích tụ. Sau buổi trưa có nền nhiệt cao nữa thì rất dễ xảy ra dông gió mạnh kèm theo sấm sét. Vùng có nguy cơ cao nhất đó là khu vực ở Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ. Mưa thì cũng còn kéo dài ở miền Bắc trong hôm nay và 3 ngày tới do là rãnh áp thấp gây mưa thì vẫn đang nằm án ngữ ở trên khu vực này. Chiều tối và đêm là thời gian mà hội tụ ẩm ở quanh rãnh diễn ra mạnh mẽ và dễ gây ra mưa nhất. Nhất là ở khu vực vùng núi, cảnh báo có thể có mưa vừa, mưa to với cần đề phòng với lũ quét cũng như là sạt lở đất cục bộ. Vâng, mấy ngày nay rồi thì tôi thấy là thực ra là thời tiết ở miền Bắc lại khá là oi nóng. Vậy thì không biết là với dự báo là mưa nhiều trong những ngày tới thì liệu là cái cảm giác này có thay đổi không ạ? Dạ vâng, mưa nhiều thì tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi thôi ạ. Thế còn ở đồng bằng thì mưa không nhiều. Thế nhưng mà cũng làm gia tăng độ ẩm cho không khí và khiến cho thời tiết càng trở nên oi bức hơn chị Hoa. Trưa và chiều nay thì tại thủ đô Hà Nội cũng như là Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên thì nhiệt độ có thể lên là 34 độ cộng với độ ẩm trên 68%. Ở miền Trung thì lại là trạng thái nắng khô và nóng, nhiệt độ tăng cao khi mà một loạt các thành phố như là Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi và Tuy Hòa xảy ra nắng nóng với mức nhiệt 35 cho đến 36 độ. Chiều tối thì mưa dông nhiệt xuất hiện cục bộ, thế nhưng rất nhanh. Trên biển, ngoài khơi hai huyện đảo đó là Hoàng Sa, ngày hôm nay trời có nắng, gió khoảng cấp 5. Trái lại thì huyện đảo Trường Sa lại tiếp tục cảnh báo mưa dông, cần đề phòng với lốc xoáy. Riêng khu vực phía Tây thì có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vì thế mà bà con khai thác trên biển ngày hôm nay sẽ cần lưu ý. Mong rằng là những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có những kế hoạch phù hợp trong ngày thứ bảy cuối tuần. Còn bây giờ xin được mời trở lại với chị Quỳnh Hoa. Vâng, cảm ơn chị Lan Chi về những thông tin rất chi tiết vừa rồi ạ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ có những bảng thông tin về thời tiết bao gồm nhiệt độ và trạng thái cụ thể trong một số tỉnh thành trên cả nước trong vòng 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi.